Nếu có phải nhận cơn mưa gạch đá từ dư luận, tôi vẫn sẽ chấp nhận để thực lòng được nêu lên ý kiến cá nhân của mình sau khi trải nghiệm phở Tiến Nguyễn Trường Tộ, một thương hiệu phở được chứng nhận Michelin Selected, nhưng mình thấy đây là một sự đánh giá overrated. Chào các bạn, tôi là Hoàng Anh, ba đời nhà tôi làm bếp trưởng. Đây là lần đầu tiên mà tôi ăn phở Tiến Nguyễn Trường Tộ. Do thấy nhiều người comment trên bài phở Trâm là phở Tiến ngon tương tự nhưng mà giá mềm hơn, nên là cũng ghé để trải nghiệm thử. Nhìn menu thì cũng như bao quán phở gà khác. Về phần giá thì đúng là rẻ hơn phở Trâm thật. Giá sàn cho một bát phở gà thường hiện nay thì cũng chỉ tầm 35-40 thôi. Nhưng với vị trí mặt bằng cùng không gian rất thoáng mát, thêm việc có chứng nhận của một tổ chức ẩm thực uy tín thì giá này tôi thấy là hợp lý. Gọi một bát đặc biệt thịt là 100.000 và một bát lưng cánh giá 95.000, và đây là hình ảnh thực tế của bát phở. Đập ngay vào mắt là phần nước dùng gà trong vắt. Nhìn chắc chỉ đục hơn nước là vì em một chút thôi. Kèm với đó là một tí mỡ gà xung quanh viền bát. Phở gà ở đây thì không có rau hùng láng, chỉ thấy hành lá, rau mùi và lá chanh. Có thể người khác thì khác, nhưng với gu và kinh nghiệm ăn phở gà của tôi thì một bát phở gà mà thiếu đi hùng láng thì là chưa tròn vị. Nước dùng có mùi thơm của nấm hương và dậy mùi gà. Tuy nước dùng trong nhưng vị lại rất đậm, có độ ngọt sâu của xương gà và không nồng gắt vị của nấm. Bánh phở sợi nhỏ, mềm mềm dẻo dai vừa phải, ăn rất ổn. Nhưng mà sang đến chất gà thì mình cảm thấy khá thất vọng. Thử cả miếng thịt đùi và miếng thịt lườn đều thấy gà không thơm, thịt khô và khá nhạt như thể luộc quá lửa. Thậm chí ăn miếng lườn còn có cảm giác bờ bã. Nếu để cho điểm, với chất lượng thịt gà như tôi đang ăn thì chỉ xứng đáng điểm 6. Quẩy ở đây thì hơi dai chứ không phải kiểu quẩy giòn vỏ mềm trong. Tổng kết lại, tôi thấy thích nhất ở quán là sự sạch sẽ của không gian quán, tính tình vui vẻ của anh chủ quán cùng việc phục vụ nhanh. Còn chất lượng món ăn sẽ theo thang điểm là 8 điểm cho nước dùng, 9 cho bánh phở và 6 cho chất gà. Đây là gà cảm giác hơi khô, ăn miếng lườn còn hơi bã bã cơ. Cái bát đùi, cái bát lưng, lưng cánh ấy có lườn, em quay đây mà. Ăn cảm giác hơi khô.